Chúng luôn ẩn sau tầm nhìn của bạn hoặc chỉ nằm đâu đó phía sau các đồ dùng hàng ngày của bạn. Có thể bình thường bạn chẳng bao giờ để ý đến chúng, nhưng có chúng thì mới có thể thay đổi được cuộc sống của bạn. Đông Thái DTC là đơn vị sản xuất ngũ kim gia dụng và là nhà tiêu thụ lớn nhất châu Á. Để tạo nên một cuộc sống sáng tạo hoàn mỹ, chúng tôi trước nay luôn không ngừng vươn lên. Là một công ty tập đoàn mang tính sản xuất, thông qua 20 năm tích lũy, tập đoàn Kim Khí Đông Thái đã xây dựng nên một hệ thống doanh nghiệp vững mạnh, làm thành một tập thể tập trung nghiên cứu, phát triển với chế tạo, chuyên ngành là tủ bếp, gia dụng phòng ngủ, gia dụng phòng tắm, gia dụng tủ quần áo chính thể, gia dụng văn phòng, gia dụng gỗ liền khối và cung cấp linh kiện phụ trợ cho ngành bất động sản. Là doanh nghiệp kỹ thuật mới, công nghệ cao của quốc gia, Đông Thái sở hữu một đội ngũ nghiên cứu, phát triển chuyên nghiệp, trung tâm quản lý kỹ thuật được chính phủ trao giải thưởng đầu tiên về trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật, công trình vật tư gia dụng. Hàng năm, tự chủ nghiên cứu hàng loạt chức năng mới mẻ, sản phẩm có bảo vệ quyền sáng chế, được sự công nhận và ủng hộ của các đối tác. Hiện nay, tập đoàn có 4 khu vực nhà xưởng với diện tích sản xuất hơn 500.000 m2. Ở trung tâm thí nghiệm đo lường, nguồn gốc tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đến từ tiêu chuẩn thí nghiệm đo lường của châu Âu và thế giới, chức năng và tuổi thọ của sản phẩm đều được kiểm nghiệm. Ở phân xưởng sản xuất, hầu hết các thiết bị sản xuất được nhập khẩu từ Đức, Ý để sản phẩm của chúng tôi, bất luận là trên phương diện kỹ thuật hay là về phương diện độ chính xác của số liệu, đều đạt được sự khẳng định đầy đủ. Sự kết hợp của đội ngũ kỹ thuật hùng hậu với các nhà thiết kế sản phẩm và các kỹ sư khuôn mẫu giỏi nhất nhằm không ngừng nỗ lực nghiên cứu phát triển các chủng loại linh phụ kiện gia dụng. Tập đoàn Đông Thái sở hữu một chuỗi sản phẩm phong phú, chất lượng sản phẩm ưu việt và dịch vụ tận tình cung cấp cho lượng khách hàng lớn những phương án giải quyết về linh phụ kiện gia dụng trọn gói. Loại ngăn kéo hào hoa thích hợp cho các loại phòng tắm và nhà bếp cao cấp, lưu động trơn tru, tự đóng nhẹ êm, không gian bên trong ngăn kéo mang đến sự ngăn nắp. Bản lề trở lực hai đoạn theo phong cách châu Âu có chức năng điều chỉnh 3 chiều với góc mở rộng, mang lại sự thoải mái tiện lợi khi lấy, cất các đồ dùng trong tủ. Bản lề đủ loại theo phong cách châu Âu và phong cách Mỹ, biên độ mở đa dạng và có chức năng không giống nhau. Dây trượt của ngăn kéo là thiết kế cho ngăn kéo gia dụng nhà bếp, gia dụng nhà tắm, gia dụng buồng ngủ và gia dụng văn phòng. Dựa theo những môi trường phòng ốc khác nhau, chúng tôi cung cấp những phương án giải quyết phù hợp. Sản phẩm thuộc chuỗi giá đỡ để mở cửa theo hướng dưới lên, để từ đó tự do và dễ dàng lấy cất đồ dùng trong tủ. Sản phẩm có hiệu quả giảm rung, có thể dừng và duy trì ở bất cứ góc độ nào. Đông Thái DTC mang đến sự trải nghiệm cuộc sống cho ngôi nhà của bạn. Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm của Đông Thái trên thị trường chiếm vị trí thứ nhất toàn quốc. 3 nhóm sản phẩm lớn có 6.800 loại sản phẩm, 386 sáng chế trong ngoài nước về kỹ thuật. DTC không chỉ là một thương hiệu mà còn là sự đảm bảo về chất lượng và uy tín. Là một thương hiệu nổi tiếng thế giới, Đông Thái DTC trong các cuộc triển lãm nổi tiếng đều có thương hiệu ở những nơi như là hiện trường triển lãm, sân bay, đường sắt cao tốc, đường cao tốc, vân vân, đều có bóng dáng của Đông Thái DTC. Trong quá trình điều hành hàng ngày, một hệ thống quản lý chất lượng tương đối hoàn thiện đã được tạo nên và đi theo xuyên suốt cùng sự phát triển của công ty không ngừng được cải tiến. Chuỗi sản phẩm bản lề và dây được nén ép và lắp đặt bằng tự động hóa hoàn toàn. Việc đóng gói sản phẩm cũng được tự động hóa toàn diện. Việc mạ điện do nhà máy dưới sự chỉ đạo của tập đoàn tiến hành độc lập, dây chuyền sản xuất sử dụng thiết bị nhập khẩu. Bộ phận lưu kho của Đông Thái áp dụng phương thức quản lý kệ hàng 3 chiều. Mỗi một linh kiện, mỗi một sản phẩm
đều áp dụng mã số độc lập, quét mã nhập kho hoàn thành, xuất hàng. Về việc lưu chuyển hàng hóa chia thành hai lĩnh vực, vận chuyển bằng ô tô và vận chuyển bằng container, việc lưu chuyển hàng hóa đều có thứ tự. Hiện nay, sản phẩm của DTC đã đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm ở các nước phát triển Âu Mỹ, đồng thời nhanh chóng gia nhập vào thị trường cao cấp của các nước phát triển. Trên thị trường quốc tế, thông qua việc thành lập đại lý thương hiệu ở nước ngoài, sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn Ngũ Kim Đông Thái đón nhận được nhiều đánh giá cao của khách hàng ở các nước trên thế giới. DTC có thương hiệu vốn có, luôn chiếm tỷ lệ cao và không ngừng nâng cao. Chuyên nghiệp, chu đáo, sáng tạo, tin cậy. Tập đoàn Ngũ Kim Đông Thái Quảng Đông là một doanh nghiệp tràn đầy tinh thần nhiệt huyết và sự sáng tạo mới mẻ. Thời gian tới, tập đoàn sẽ nhanh chóng có các bước cải cách mới trong phương diện như là thiết kế sản phẩm, sản xuất tự động hóa, quản lý tiêu thụ và thương hiệu, nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa công ty. Doanh nghiệp phấn đấu trong vòng 10 năm sẽ tạo ra một thương hiệu nổi tiếng đẳng cấp quốc tế về việc sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng.